Rồi trong cấu trúc của cái file bài tập lớn nè, mày có CSS, có image, có bay và một cái trang index nằm ở ngoài cùng. Thì trang index này của chúng ta nó sẽ có cấu trúc là HTML5. Chỗ này các bạn có thể để nhóm nhóm hoặc là tên của nhóm ha, tên nhóm. Các bạn muốn đặt tên nhóm là gì cho nó hay thì các bạn có thể đặt tên nhóm ở đây. Rồi ở chỗ này thì cấu trúc của mình thầy sử dụng lại cấu trúc này ha. Mình có header nè, mình có nav nè, mình có cái container nè. Trong container thì mình sẽ có cái nội dung này. Như vậy thì trước tiên các bạn sẽ chia đôi cái màn hình ra để cho mình dễ thấy ha. Ở phía bên này thì sẽ có bài tập lớn. Đây, chúng ta sẽ sử dụng tái lại cái cấu trúc này, container. Như vậy thì các bạn sẽ viết cái CSS là header, viết CSS là nav3, CSS là container, CSS là slide, main content thì các bạn sẽ viết thêm. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đưa cái chuẩn trước đã ha. Trong cái body này thì mình sẽ có cái header. Đó, header của chúng ta. Thì chỗ này bạn có thể đưa bất kỳ cái gì không? Header, ví dụ như chỗ này thầy có cái H1 thì thầy sẽ để chỗ này là H1. Cái này là mình quay lại cái bài đầu tiên hôm trước mình nói về layout ấy nha các bạn. Cái tiếp theo mình sẽ có là NAV. NAV thì chỗ này sẽ là NAV bar. Rồi cái tiếp theo mình sẽ có, sau khi mình có header xong, mình có nav xong thì mình có một cái main ra, một cái chính thì chỗ này bạn sẽ có một cái thẻ div. Thẻ div này là nó chứa tất cả mọi thứ, này là chính nè. Rồi bên trong này thì mình sẽ có hai bên, một bên là mình sẽ có cái size. Trong này thì mình sẽ chứa nó là slide bar, và ở phía bên này nữa mình sẽ có một cái main. Cái main này thì mình sẽ chứa cái main content, và cuối cùng mình sẽ có một cái footer. Đó, cuối cùng mình có một cái footer ở phía dưới này. Được chưa? Mình có một cái footer. Như vậy thì cái cấu trúc trang của mình nó sẽ như thế này. Rồi, mình chưa có CSS cho nên nó rất là xấu. Đúng không? Bây giờ mình sẽ CSS cho nó. CSS cho nó để cho nó ra được một cái layout, cấu trúc của một cái trang. Thì chỗ này ở bên trong cái CSS mình sẽ tạo một cái file là style.css. Trong cái CSS này mình sẽ quan tâm đến cái gì? Ví dụ như là header. Thì đối với lại cái thẻ header này chúng ta sẽ cấu hình cái gì cho nó để cho nó ra được cái header của mình. Đó. Như vậy ở trong này chúng ta sẽ chấm header. Header này là cái gì ở đây? Như vậy thì mình coi thử là cái CSS mà trước đây mình làm ở trong lớp 7 thì cái header mình làm gì? Đó. Đó, header mình làm gì trong này? Header đây, header thì tại vì mình có canh các cái đối tượng cho nên mình chọn cái position của nó là relative, là nó sẽ giải phóng cái ràng buộc để cho các con của nó là đi theo nó. Cái thứ hai là mình sẽ dùng một cái background và mình dùng cái size của background là cái cover, là tràn tràn hết khung. Đó, background là chọn ở giữa và độ cao của background là 200. Color là màu trắng, color của chữ đó. Như vậy thì ở chỗ này chúng ta sẽ cần một số cái. Thứ nhất là mình sẽ có cái độ cao trước đi. Ha, để mình nhìn thấy cái cấu trúc đã. Rồi cái thứ hai là mình sẽ có cái background colors. Ok, đó là cái thứ nhất. Rồi
cái thứ nhất của chúng ta. À, mình chưa đưa cái CSS vào cho nên nó không thấy. Các bạn phải đưa cái CSS vào đây. À, style. Link nhé, link. Chỗ này bạn sẽ là chấm xịt CSS style. Ok, lưu lại. Rồi, header chưa có ta. Header, header. À, ở chỗ này mình chưa có đưa cái header vào. Chỗ này mình sẽ sử dụng cái class. Class bên này mình định nghĩa là header đúng không? Đây, class bên này mình định nghĩa là header. Thì ở chỗ này mình phải sử dụng cái class vô thì nó mới áp dụng cho mình. Đây, header của mình đây, đã được áp dụng. Được chưa? Rồi, mình sẽ có cái cấu trúc tiếp theo mà mình cần định nghĩa. Tức là cái cấu trúc là NAV3. Đó, như vậy NAV3 của mình thì mình sẽ sử dụng cái class là NAV3. Vậy mình sẽ đi định nghĩa cái class này. Định nghĩa cái class NAV3 này nó sẽ là cái gì. Đó, như vậy thì mình đi định nghĩa cái class NAV3. NAV3 HMenuHeader. NAV3 hồi nãy mình không định nghĩa hả ta? NAV3 style có mà. À, cái thằng này là nó là menu ngang cho nên là mình thả nó rỗng luôn, mình khỏi cần định nghĩa. Rồi vậy để tí nữa mình sẽ tính tiếp. NAV3 mình sẽ có cái tiếp theo, cái div này nó sẽ là chứa cái chung cho nên là mình sẽ sử dụng cái container. Cái này là do mình tự định nghĩa lấy nha, cái container này là mình tự định nghĩa lấy. Tức là mình lấy cái container là 90% của trang web á, nhớ không? Đó, thì bên này mình sẽ định nghĩa cái container. Đây, container của mình đây. Đó, container. Như vậy thì ở bên cái CSS của mình sẽ định nghĩa cái container này. Trong cái container này thì các bạn có thể sử dụng cái margin. Margin ở đây là để cho nó auto nè. Độ rộng lớn, độ rộng lớn là 120. Độ rộng lớn 120. Còn không thì mình sẽ chọn cái độ rộng của mình ở đây. Độ rộng của mình ở đây mình có thể cho nó cái width. Cái width của mình cho 90% so với cha. Và mình sẽ có một cái background để mình nhìn thấy nó cái đã. Rồi từ từ mình sẽ xóa cái background sau. Đây, nó nằm bên trong này. 90%. 90%. Như vậy mình cho cái ruột nó 90% thôi. Rồi ở bên trong nữa thì chúng ta sẽ có thêm. Có thêm một cái nữa là cái style của chúng ta. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái class là slide bar. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ có cái class là slide bar. Như vậy thì cái slide bar của mình ở đây, mình sẽ định nghĩa cái gì ở bên trong slide bar. Chấm slide bar của mình. Đây slide bar mình sử dụng là 25% của cha nhé.
25% của cha. Và chỗ này mình cũng để một cái background để mà mình dễ nhìn thấy. Background. Rồi, mình nhìn lại. Đây, background của mình slide 3 ở đây. Được chưa? Và tương tự như vậy, mình sẽ có cái thằng nữa là thằng main content của mình. Như vậy bên này thì mình sẽ có cái thằng main là thằng này. Mình sẽ sử dụng một cái class là main. Như vậy trong cái phần main này mình định nghĩa cái gì của main. Đó, phần main. Như vậy trong phần main thì chúng ta cũng tương tự và chúng ta sử dụng cái main là 75% của cái còn lại. Được chưa? 75%. Đây, 25, đây 75. Rồi, như vậy là chúng ta đã chia cái trang của chúng ta ra thành hai phần. À, phần footer. Footer thì các bạn sẽ sử dụng cái phần footer ở bên này. Đây, footer. Footer thì chúng ta sẽ sử dụng cái class là footer. Vậy thì footer mình định nghĩa cái gì? Footer. Mình xem ở trong này chúng ta định nghĩa cái gì? Màu nền, color, text, padding, vậy thôi. Mình để cái màu để cho nó dễ nhận thấy thôi. Rồi, footer. Đây, footer của mình ở phía dưới nè. Được chưa? Ở trên này header. Này là NAV3 slide main. Như vậy đây là cấu trúc trang của mình. Cấu trúc trang chuẩn ha. Bắt đầu mình sẽ làm vào. Ví dụ mình đi làm từ cái phần header. Phần header của mình thì mục đích của mình là mình sẽ có một cái hình, mình chèn một cái hình. Sau đó mình sẽ chèn một cái menu ở bên trên. Như vậy trong header này mình không chỉ đơn giản là có cái H1 mà trong này mình sẽ có một cái hình. Vậy trong cái menu của chúng ta, đây, menu, trong cái slide, trong cái hit này nè, thì mình sẽ có một, không có dùng background color nữa, mà mình sẽ dùng cái hình. Như vậy thì thầy sẽ mượn cái hình ở bên này. Painter, ok, copy, bài tập lớn. Paste vào. Rồi, như vậy thì ở trong này chúng ta sẽ sử dụng phần header này. Chúng ta sẽ có cái background image. Thầy sử dụng ở đây là URL và thầy sẽ lấy chấm chấm xiệt image panel và chỗ này thầy sử dụng cái background. Đây, chỗ này là no replay. Background size thầy sẽ sử dụng là cover để cho nó tràn hết luôn cái khung đó. Rồi, ok, tràn hết luôn. Rồi, trong cái menu của chúng ta, phần header còn gì nữa không nè? Size position center ha. Position nữa. Mình sẽ thêm một cái nữa. Background position center để cho cái hình nó nhảy vô giữa. Rồi ok, như vậy là mình đã có được cái hình của chúng ta nó tràn hết cả cái khung. Rồi mình sẽ cho cái này cao lên tí ha. Cái này của mình 250 hoặc là mình cho cao lên. Rồi chỗ này mình bỏ đi ha. Rồi mình sẽ cho một cái nữa là cái logo. Như vậy mình sẽ chọn một cái logo nào đó khác đi, thấy không? Mình chọn một cái logo đẹp. Tùy các bạn muốn cái logo của cửa hàng nào thì các bạn sẽ đi tìm cái logo đó.
Rồi, ví dụ như thầy sẽ lấy cái logo này đi ha. Và mình chọn cái logo NPG. Ok. Rồi, ví dụ như mình xem cái này thử coi. Rồi, mình sẽ lưu cái logo này về. Copy image, không biết nó có lưu được không. Save. Rồi, đuôi là PNG. Ô Việt, bài tập lớn, image. Logo. Rồi, ở chỗ này mình sẽ sử dụng cái logo và mình chèn nó vô trong cái bài tập lớn đúng không? Mình chèn nó vô trong cái file index. Đó, index. Thì phía này mình sẽ chèn một cái img. img cái sụt của mình sẽ là chấm xịt image logo. Rồi, ok. Như vậy cái logo khi mà mình chèn vào á, có thể là nó rất lớn. Đây, nó rất lớn. Nào, nó nằm đúng gại vị trí này nó mới đúng nè. Cho nên mình sẽ thiết lập lại cái style cho cái thằng email này. Đó. Như vậy thì ở chỗ này đối với lại cái phần hit của mình, cái logo hồi nãy mình làm nè. Logo hồi nãy mình làm. Như vậy thì ở chỗ này thầy đang để cái style của nó nè, đúng không? Như vậy bây giờ thầy viết cái này vào trong cái viết cái này vào trong cái CSS luôn. Ha. Như vậy thì ở chỗ này thầy sẽ đặt cho nó một cái header. Header. Và thầy sẽ cho nó là img ở bên trong header đó, thẻ img. Rồi, thầy sẽ định nghĩa một cái gọi là logo. Logo thì thầy sẽ thiết lập cái logo của mình là position của mình. Source. Và thầy sẽ cho left 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 của mình là 5 pixel, bottom là 5 pixel. Rồi, thầy sẽ sử dụng cái class là logo. Như vậy ở chỗ này mình sẽ có cái class là logo và mình sẽ chọn chỗ này logo thì nó nhảy chưa? Chưa nhảy. Tại vì mình sẽ cho cái chỗ này cái size là cái width. Width của thằng này mình cho khoảng cỡ 50 pixel đi. Control C class logo header. Như là mình nhầm rồi, mình nhầm chỗ rồi các bạn. Nhầm chỗ. Mình phải định nghĩa bên này chứ. Mình định nghĩa bên này chứ, mình định nghĩa bên kia là cái file khác rồi, nó không thấy là đúng rồi. Rồi, cái logo của mình đâu mất tiêu luôn rồi. Như vậy thì cái trước tiên là cái thằng header mình phải giải phóng cho nó cái đã. Position related thì cái thằng logo này nó mới đi theo.
Đây, nó nhỏ xíu ở chỗ này nè. Đó, mình cho cái logo của nó chỗ này là 50 pixel đi. Đó, được chưa? Ví dụ như là 100. Đó, logo, được chưa? Mình có thể nhích cái này ra tí. Ví dụ như chỗ này là mình cho 15. 15. Chỗ này là 15. Đó. Như vậy cái logo của mình đã nằm được trong cái góc này của cái thằng header. Rồi phía bên trên này mình muốn đặt cho nó, ví dụ như cái logo mình đưa lên trên đi, mình không nằm dưới nữa. Logo mình đưa lên trên thì chỗ này mình sẽ cho nó là top. Đó, logo nhảy lên trên. Được không các bạn? Logo mình nhảy lên trên. Như vậy thì mình đã thiết lập được cái logo. Và mình sẽ đi qua đến cái NAV. NAV bên này ha, mình làm cái menu. Như vậy để cho nhanh thì các bạn có thể copy qua cho nhanh rồi mình sửa. Như vậy ở đây thì mình sẽ có cái NAV. NAV ở đây. Ha, thầy sẽ sử dụng lại cái này cho nó nhanh nha các bạn. NAV bài tập lớn. Đây, NAV của mình đây. Bài tập lớn. Và cái style của NAV là nó nhiều. À, cái H menu này nè. Đó, style của NAV. Sub menu. Đây. Chúng ta sẽ có cái style bên này. Các bạn có thể đổi màu mè lại nhé. Rồi chúng ta sẽ xem thử là cái menu của mình. Đây, trang chủ giới thiệu liên hệ. Được không? Đó. Rồi, như vậy mình đã có được cái menu ở đây. Rồi, tiếp tục mình sẽ có cái menu ở trên góc này. Đăng nhập, đăng ký. Thì bây giờ thầy sẽ cần các bạn là nó có một cái menu chính ở chỗ này. Và menu này là tài khoản nha. Các bạn sẽ để chữ tài khoản. Như vậy thì ở chỗ này ở phía ngay cái thằng header nhé. Header này sẽ có một cái tài khoản ở chỗ này. Được chưa? Thì ở chỗ này giống như hồi nãy mình làm đó, nó có một cái menu trên cái thằng header. Đây, menu trên thằng header. Thì mình muốn có cái menu đó, mình sẽ đưa vô đây một cái div để mình giữ chân nó lại. Được chưa? Rồi sau đó mình có một cái menu. Như vậy ở chỗ này mình sẽ có một cái div. Cái div chỗ này thì mình sẽ có cái class mình sẽ định nghĩa ở bên CSS hoặc là mình làm trực tiếp. Như vậy bên này mình sẽ định nghĩa ở bên CSS đi. CSS thì chỗ này mình sẽ đặt cho nó cái class. Header, logo. Rồi ở chỗ này mình sẽ định nghĩa cho nó là tài khoản. Tài khoản menu đi ha. Tài khoản menu thì trước tiên là cái position của nó là theo cha. Top là 0 pixel, 0 pixel. Right của mình là 0 pixel. Đó. Rồi sau đó thì mình sẽ bỏ cái thằng menu vào bên trong. Như vậy ở chỗ này mình sẽ sử dụng cái class là tài khoản. Tài khoản đúng không? Tài khoản menu. Tài khoản menu
Và bên trong này thì mình có một cái menu cha và một cái menu con. Đây, menu cha và một cái menu con. Được chưa? Như vậy thì trước tiên là mình sẽ có cái copy cái menu này qua, rồi mình bỏ những cái không cần thiết. Rồi, menu này qua. Như vậy đây là trang chủ mình không có nè, bỏ nè. Ở chỗ này là mình có là tài khoản nè. Rồi, ở phía bên trong mình có một cái submenu. Submenu của mình là có đăng ký. Đăng nhập. Cái này mình bỏ đi, tí nữa mình sẽ tính sau. Chỗ này mình sẽ có là đổi mật khẩu. Ví dụ như chỗ này mình sẽ có là quên mật khẩu. Rồi, mình sẽ không có dưới này, không có đây, không có đây. Đó. Rồi mình xem lại cái trang của mình coi. Đây. Tài khoản. Như mình chưa lưu. Tài khoản đổi mật khẩu, quên mật khẩu. Đây, tài khoản ha. Đó. Như vậy thì khi mà mình click chuột vô tài khoản thì có đăng ký, đăng nhập, đổi mật khẩu, quên mật khẩu nè. Tài khoản này mình cho nó rộng ra tí xíu. Tài khoản, cái div này nè. Cái div tài khoản này. Mình cho cái div tài khoản này rộng tí xíu ha. Width 150 pixel. Đó, ok. Được chưa? Đăng ký, đăng nhập, đổi mật khẩu, quên mật khẩu. Như vậy là mình đã có được một cái menu tài khoản ở bên này. Bên này mình có, bạn có thể thay đổi ở bên này ha. Rồi, chỗ này mình có thể đưa cái H1 của mình vô đây. Là H1 của mình là tên công ty rồi gì đó. Được chưa? H1 của mình là tên công ty. Như vậy H1 của mình là my website nè. Thì ở bên này mình có thể để cái H1 là header. Header này thì mình sẽ cho header. Header test center background mình để là test line center. Cái chữ H1 của mình nó màu đỏ, màu 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 ok. Mình để color đi, color white, những cái gì chữ là màu trắng đó. Header màu trắng thì nó sẽ hiện lên trên. Các bạn làm đến đó kịp không? Dừng bước lại ha.